Xin kính chào quý vị và các bạn. Dự báo từ nay đến thứ Tư, khu vực Trung Bộ sẽ có mưa trên diện rộng. Trọng tâm mưa là ở khu vực từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế. Trong 7 ngày tới, khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa rông rải rác về chiều tối. Ngay từ đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa xuống tới Thừa Thiên Huế sẽ có mưa lớn, mưa kéo dài đến ngày thứ Tư, tổng lượng mưa có thể đạt từ 100 đến 200mm một đợt, có những nơi còn trên 250mm. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Thừa Thiên Huế nằm trong vùng mưa lớn ở Trung Bộ, mưa trút xuống liên tục từ nay cho đến ngày thứ Tư. Phải từ thứ Năm cho tới Chủ nhật thì mưa mới giảm, chỉ còn xuất hiện về chiều tối. Từ sáng đến chiều trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng từ 33 đến 34 độ. Khả năng phải đến thứ Hai đầu tuần sau thì mưa dông sẽ quay trở lại. Với khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận và cả khu vực Tây Nguyên, trong ngày mai sẽ có nắng từ sáng đến đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố phổ biến khoảng từ 29 đến 32 độ. Chiều tối mai mưa dông sẽ xuất hiện rải rác, có nơi mưa lượng khá, tương ứng với những vùng màu xanh đậm này. Cảnh báo lốc sét và gió giật mạnh có thể đi kèm. Bình Thuận trong 7 ngày tới sẽ đều có mưa dông về chiều tối với lượng không quá lớn và rất nhanh. Do có mưa nên tối và đêm trời mát, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 25 độ. Ban ngày trời vẫn nắng nhiều, có những ngày khá là nóng trong vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng dần lên 33 đến 34 độ. Kon Tum sẽ có ngày mai và cả ngày thứ Tư là trời nắng nhiều từ sáng đến chiều và không mưa. Còn từ ngày thứ Năm cho đến ngày thứ Hai tuần sau, mưa xuất hiện đều đặn về chiều tối. Nhiệt độ dịu hơn hẳn những ngày nắng nhiều, cao nhất trong khoảng từ 29 đến 30 độ. Thủ đô Hà Nội sẽ có tiết trời dịu mát trong 2 ngày là ngày thứ Ba và ngày thứ Tư. Và nhờ những cơn mưa xuất hiện về chiều tối và đêm, từ ngày thứ Năm cho đến ngày Chủ nhật cuối tuần là giai đoạn trời không mưa và nắng mạnh, thậm chí còn khá nóng khi nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 34 đến 35 độ. Riêng đến ngày thứ Hai tuần tới thì mưa lớn sẽ xuất hiện bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhiệt độ giảm mạnh xuống còn 26 độ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khu vực Nam Bộ đang trong giai đoạn mưa nhiều. Dự báo từ nay đến ngày thứ Hai tuần sau, ngày nào trời cũng có mưa từ chiều đến tối. Do có mưa nên nhiệt độ ở mức vừa phải, cao nhất trong khoảng từ 30 đến 32 độ, thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.